ôm con ngựa kể chuyện cho vui. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Về đây nhân vật trắng sáng rất lâu rồi mới xuất hiện lại trong video của mình, đó là Mandy. Như tiêu đề các bạn đã thấy thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về việc bỏ phố về quê. Và mình muốn chia sẻ về vấn đề khi về từ Sài Gòn về Đà Lạt và công việc hiện tại như thế nào. Mình nghĩ là tình hình chung thì ở đâu mọi người cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính, tại vì Covid nó ảnh hưởng tới rất là nhiều. Khi mà các bạn ra trường thì tỷ lệ cạnh tranh trong công việc rất là nhiều. Mình đã thấy rất là nhiều bạn quyết định là bỏ phố về quê, hoặc là các bạn cũng thấy ở trên Đà Lạt là một môi trường thích hợp để chúng ta có thể khởi nghiệp, chúng ta có thể tạo dựng những cái bước cơ bản đầu tiên tại đây, hoặc là cơ bản là các bạn đã có một số vốn nhất định và các bạn muốn di chuyển đến Đà Lạt. Thì video này mình dành cho các bạn là những bạn mà ngang tầm tuổi với mình, các bạn đã có ý định là sẽ bỏ thành phố sầm uất dưới kia để lên Đà Lạt làm nghiệp. Mình sẽ trao đổi với các bạn về một số điều mà các bạn cần phải chuẩn bị trước khi lên Đà Lạt nha. Đầu tiên đó là vấn đề an cư lạc nghiệp. Thì ông bà ta đã nói rồi, phải an cư thì mới lạc nghiệp được. Khi các bạn lên Đà Lạt thì các bạn sẽ cần một cái chỗ ở cố định. Và mặt bằng chung hiện tại, giá đất ở trên này cao thật sự á mọi người. Mình nghe một số anh chị nói là giá đất ở trên Đà Lạt nó mắc sắp xỉ một số quận trung tâm ở Sài Gòn luôn á. Nên là việc thuê nhà là lựa chọn số 1, ưu tiên hàng đầu luôn. Khi mà mọi người chưa xác định được là sẽ phát triển như thế nào, con đường dài, hoặc là mọi người sẽ phát triển khu vực nào đó, thì chúng ta có thể thuê nhà về thuận tiện cho cái việc di chuyển qua lại. Thì mặt bằng chung ở đây, nếu như các bạn ở một mình đó, thì giá cả điện nước và nữa thì sẽ tầm 1,5 triệu đến 2 triệu, hai người thì sẽ hơn một tí, đã lại như thế thì các bạn có thể cộng dần nha. Ăn uống ở trên Đà Lạt á, ăn uống không rẻ. Như là 4 năm mình ở dưới Sài Gòn á, thì mình có những chỗ ăn ví dụ như cơm chay 10.000, thì tới lúc mình về nó vẫn còn bán, không biết bây giờ còn bán hay không. Hoặc các bạn có thể tìm được những chỗ ăn sinh viên ở dưới làng đại học, giá chỉ từ 15 tới 20, mình nghĩ bây giờ cũng sẽ có dao động nhưng mà không bao nhiêu. Còn ở trên Đà Lạt là tuyệt nhiên không có. Đối với những cơm sinh viên, theo mình quan sát thì rẻ nhất phải là 25 tới 30.000. Và đó là các bạn ở những khu dành cho sinh viên, những khu trung tâm thì sẽ không có giá đó đâu. Mặt bằng chung cơm dĩa ở trên Đà Lạt sẽ từ 30, 35 và 40, và cao hơn nữa, tùy vị trí và tùy theo cái đối tượng khách cái quán ăn đó hướng tới. Nếu như mà các bạn đi chợ và mua về để tự nấu ăn nấu uống á, thì mình tính bình quân phải tầm 60.000 thì để đủ cho một ngày ăn đơn giản, có canh mặn xào và ăn những món đơn giản thôi. Mọi người nghĩ là trên Đà Lạt rau rẻ như cho, đó là đúng thật. Khi mà các bạn tới cái mùa mà kiểu ít khách du lịch rồi này kia thì rau nó rẻ thật, nó cũng đẹp. Nhưng mà vào cái mùa cao điểm thì rau quý hơn vàng nữa. Mẹ mình là một người làm trong ngành dịch vụ, và những cái mùa cao điểm các bạn phải canh đi chợ sớm để có thể mua được rau ngon, rau tươi và với cái giá hợp lý để có thể bán được. Còn nếu không thì những cái mùa dịch vụ đó mọi thứ nó đều mắc, và đặc biệt là rau. Tại vì khách du lịch mọi người lên Đà Lạt chẳng rau ăn gì đâu, đúng không? Nếu như các bạn có điều kiện có thể có một cái khu vườn nào đó để chăm sóc, để tự trồng rau được thì tốt. Còn không đi mua thì nó không rẻ. Khi mà mình làm trong cái ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành ăn uống này, hàng ngày mình tiếp xúc với khách du lịch bao nhiêu, khách du lịch nghĩ là ô một cái dĩa rau như thế này mà chừng này tiền, không phải rau trên Đà Lạt là ăn free hay miễn phí hay không nha các bạn. Để cái rau mà có thể bán được cho khách du lịch á, nó khá là mắc. Và có một số chỗ các bạn có thể ăn buffet rau, mình nhớ không là 39 hay 49 gì đấy, các bạn có thể ăn được buffet rau, nhưng mà thực tế nó chỉ là rau thôi. Và các bạn nghĩ là các bạn ăn được bao nhiêu rau, trong khi nấm á, là phải gọi thêm nha, chứ không phải là buffet rau là nấm đã miễn phí đâu. Nấm là các bạn phải tính thêm, các bạn có ăn thêm đồ mặn như là thịt cá trứng sữa gì đó các bạn còn phải gọi thêm nữa. Cái sứ rau rồi sứ sở ngàn thông nhiều con người hiền lành gì đó, nhưng mà thực tế thì đúng là người Đà Lạt hiền lành thật, nhưng mà ra buôn bán nó phải khác. Cộng thêm nữa là đất đai trên này cực kỳ mắc, cực kỳ đắt đỏ, mặt bằng cũng đắt đỏ. Không có một cái lý do gì để mà rau và những cái sản phẩm hàng ngày các bạn dùng nó lại rẻ hết trơn, nó cao nha. Khi mà mình ở Sài Gòn 4 năm và mình trở về đây rồi, mình cảm thấy nhiều lúc Sài Gòn nó còn rẻ hơn nếu các bạn biết chỗ ăn uống nữa. Còn Đà Lạt thì thật sự rất là khó. Công việc thì trên Đà Lạt chủ yếu là phát triển cái ngành về dịch vụ. Nếu như mà các bạn tìm một công việc gì đó liên quan tới hướng dẫn viên du lịch nè, khách sạn nè, ăn uống nè, thì các bạn sẽ có khả năng phát triển nhiều hơn. Nhưng mà tuyệt nhiên những cái ngành đó khi mà dính một đợt dịch Covid thôi thì nó sẽ điêu đứng luôn các bạn. Đầu tiên là không có khách du lịch. Nói hết du lịch thì làm sao mà bán cho ai bây giờ, ai mà đi du lịch, ai đi sân bay, đúng không? Một số nhà hàng lớn đã phải lựa chọn giải pháp là tạm thời nghỉ, tại vì không có đủ vốn duy trì hoạt động. Nhưng mà sau đó thì mọi người lại mở, nếu như mà dịch qua đi, nhưng mà chúng ta lại không biết khi nào dịch mới qua đi.
đối với một cái thành phố sống nhờ dịch vụ á, thì các bạn phải có nhiều phương pháp để phòng ngừa những cái trường hợp mà xấu nhất. Qua một số ý nãy giờ thì đây mình rút ra một số kinh nghiệm cho các bạn nếu như các bạn quyết định là sẽ bỏ phố về quê. Đầu tiên là các bạn có thể tham khảo những cái group ở trên Facebook chia sẻ về vấn đề, đặc biệt là từ Sài Gòn đến Đà Lạt ở rất là nhiều. Các bạn sẽ phải chuẩn bị tài chính để có thể sống ở trên này mà không tìm được công việc từ 6 tháng tới 1 năm. Nếu như mà thời gian lâu hơn càng tốt, tại vì mình qua một môi trường mới thì mình sẽ phải học lại rất là nhiều thứ, văn hóa từng vùng miền nó sẽ khác nhau, chứ nó không có giống như ở Sài Gòn đâu. Có phải tự nhiên mà Sài Gòn nó lại là một cái chốn phồn hoa đô thị để cho mọi người đổ về đó để tìm công việc, tại vì dưới đó công việc rất là nhiều. Nếu không làm cái này chúng ta sẽ làm cái khác, nhưng mà trên Đà Lạt thì khác. Trên Đà Lạt chúng ta chỉ có thể sống nhờ dịch vụ mà thôi. Và về ăn uống, các bạn sẽ hơi bị bất ngờ về cái ẩm thực ở trên Đà Lạt. Như là mình á, mình cảm thấy bún bò Huế ở Đà Lạt ngon hơn bún bò Huế ở Huế. Cái quán mà bún bò Huế ở Đà Lạt do người Huế mở ra thì mình không ăn được luôn á. Còn khách du lịch tới thì sẽ bị bất ngờ, tại vì ở trên này người ta ăn nó kiểu không quá ngọt như ở Sài Gòn. Mình thấy Sài Gòn á, có một số chỗ mình ăn cơm sinh viên á, là như kiểu cơm chè vậy đó, trên này nó không ngọt như vậy. Nhưng mà đối với những bạn ở miền Bắc vô đây á, thì lại cảm thấy nó quá nhiều đường. Còn dưới miền Tây lên á, thì lại cảm thấy là nó quá mặn. Nên là chúng ta sẽ phải học cách trung hòa về cả đồ ăn, nước uống. Sẽ hơi bị bất ngờ về giá cả trên này, tại vì mình đã nói ngay từ đầu là mặt bằng chung trên này cuộc sống nó sẽ hơi cao. Cộng thêm nữa là về thời tiết, một ngày thời tiết Đà Lạt sẽ có 4 mùa luôn. Sáng sớm thì lạnh, buổi trưa thì nó sẽ nóng, nó không có còn như hồi xưa nữa. Tại vì hiện tại thì cây cối rừng thông rồi cũng bị chặt khá nhiều nên là buổi trưa khá nóng. Mùa hè thì buổi trưa có tới tận 27-28 độ. So với Sài Gòn thì đương nhiên nó không có nóng bằng, nhưng mà mặt bằng chung trên này cực kỳ nóng. Và có một số chỗ đã bắt đầu phải lắp điều hòa rồi. Còn tới chiều thì nó mới đi thả diều đường, dạo phố đường, dẫn bạn bè, dẫn bạn trai, bạn gái đi, dẫn dạo quanh Hồ Xuân Hương đường, đi chạy bộ đường. Nhưng mà tới buổi tối thì nó lạnh thấu xương luôn. Có những ngành dịch vụ mà khi các bạn kiểu phải làm chuyên về đêm, mở về đêm rồi này kia, thì các bạn sẽ phải tăng cường sức đề kháng, tập thể dục này kia, trau dồi sức khỏe. Tại vì buổi tối ở Đà Lạt nó rất là nhiều sương và nó buốt, nó rét, nên là rất là dễ bị xoang nè, bị cái bệnh về phổi nè. Phải chuẩn bị tinh thần cho những cái vấn đề về sức khỏe này nha. Khi các bạn ở xứ nắm chuyển lên đây, các bạn sẽ bị, mình hay gọi là sốc nhiệt độ. Nhưng mà thực tế thì y học nó không có một cái khái niệm gì về sốc nhiệt độ cả, nó chỉ có là không hợp thời tiết hay gì đó thôi. Nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy khó chịu về cái vấn đề nhiệt độ ở đó. Cái lúc mà mình ở dưới Sài Gòn á, mình ở dưới đó 4 năm sau mình lên đây rồi á, cái mùa đông đầu tiên ở trên Đà Lạt á, mình cảm thấy trời ơi, nó lạnh mà lạnh đau đầu luôn á, lạnh không chịu nổi. Thì làm sao mà khách du lịch người ta có thể tới đây người ta ở lâu được. Nên thường thường là cái mùa đông á, nó sẽ hơi vắng vẻ khách một tí. Nên là lựa vào cái mùa du lịch á, nếu các bạn lên đây để tìm việc á, thì mình nghĩ là các bạn nên lên vào những cái mùa mà đông, mùa cao điểm như là mùa Tết hoặc là mùa hè hay gì đó, thì các bạn có thể khởi nghiệp hoặc là tìm việc. Thì lúc đó sẽ là cơ hội cho các bạn chứng minh được bản thân của mình, và các bạn sẽ có một cái lượng khách. Không có khách này thì sẽ có khách khác, thì mọi thứ nó sẽ suôn sẻ hơn nếu chúng ta bắt đầu vào những cái mùa cao điểm khách du lịch. Điều nữa các bạn có thể hơi bất ngờ đó là mặt bằng chung thì lương ở trên này nó sẽ không cao. Ở trên này cái gì cũng cao, đất thì mắc tiền, phòng trọ không rẻ, chi tiêu hàng ngày thì nó cũng không thấp hơn so với Sài Gòn đâu, mặc dù nó ở trên núi trên rừng. Nhưng mà được cái lương ở đây không cao. Làm thời vụ á, có nghĩa là lúc người ta cần á, thì người ta sẽ trả lương cho các bạn tầm 20-25 nghìn một tiếng. Nhưng mà làm lương kiểu xuyên suốt là bao ăn bao ở rồi này kia, thì lương chỉ đủ cho các bạn ăn uống thôi. Các bạn phải cân nhắc về cái vấn đề đó. Hoặc là các bạn có đủ chất xám, đủ trí thức làm những cái công việc mà cần trình độ cao hơn thì lương nó cũng sẽ cao hơn một tí. Nhưng mà so với Sài Gòn thì thật sự là nó không đáng mà đâu hết, phải cân nhắc nha. Trên Đà Lạt á, thì chỉ được cái khí hậu thôi, còn lại mọi thứ nó rất là chật vật, hơi vất vả một tí. Nếu như các bạn chưa quen, các bạn đã quen với cái nhịp sống xô bồ với Sài Gòn rồi, thì buổi tối ở đây á, nó hơi buồn tẻ một tí. Cộng thêm nữa là lương ở đây nó hơi buồn. Nên là nếu như mình xác định là sống một cuộc sống mà về quê nuôi cá, trồng thêm rau, sống ăn nhàn đồ này kia thì được. Còn để cạnh tranh mà phát triển và kiếm nhiều tiền á, thì nó đúng là phải gặp thời luôn. Như ông bà ta nói là thời tới đỡ không kịp. Nhưng mà trên Đà Lạt á, ít người tìm được thời lắm. Rất là nhiều bạn đã lên đây sau đó về lại Sài Gòn để lập nghiệp khởi nghiệp, và tìm cái thời đó lên đây để nghỉ ngơi thôi, rồi lại xuống dưới kia bưng trả tiếp. Thì đó là một số vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi các bạn bỏ phố về quê, hay là mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau á.
thì đất ở trên Đà Lạt cực kỳ mát. Nếu như các bạn chưa biết thì trên mạng có rất là nhiều thông tin về đất ở trên Đà Lạt. Khi mà mình chuyển công việc từ công việc này qua công việc khác á, thì đã là một cái vấn đề cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ cái môi trường này qua môi trường khác nữa, từ một nơi mà phố thị xa hoa như là Sài Gòn, các bạn có thể ăn được với bất kỳ một cái giá tiền nào, có thể sống được ở môi trường nào, công việc nào cũng có thể làm được, thì lên Đà Lạt nó sẽ khắt khe hơn trong cái việc đào thải và tuyển người, và kể cả ăn uống, thời tiết, khí hậu này kia rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video mới vào mỗi tuần. Và nếu như các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào đó thì có thể bình luận trực tiếp ở dưới đây, thì mình sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trên Đà Lạt nếu như mình biết nha. Và cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.